khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y à chung đường. Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn. Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui. Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hoa đời lứa. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời. Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn. Thank you.
vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến người bạn bè và người cầu nguyện được tình vấn đề bạn đã gặp họ để họ cùng lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Jesus Kitô cần họ hàng ngày. Phan Ngài Quý Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu bảo dẫn Phan Quốc Mạnh và làm cho các cô tử của sống chúng tôi bên trong đây được mãi mãi như một. Vì dân Thiên Chúa trên cao tầng
và một trong những
nên trong bài của mình hôm nay chúng ta thấy Chúa Thánh Gioan từng Phật khi Chúa nói các vấn đề của Ngài. Quan trọng nhất đó là các con phải yêu thương nhau. Và ông bà cha mẹ chúng ta từ xưa từng nói yêu nhau mới cùng theo mới sống cùng lộ mới trèo quan yêu nhau để điều mà mình biết mình học hỏi được. Ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta là những kẻ đã trở nên từ tội và chết cho tội lỗi
Con có thể kính Thiên Chúa là Cha toàn năng tạo thành trời đất không? Con có thể kính Đức Giêsu Kitô có một Thiên Chúa như chúng ta xin bởi Thánh Đức Maria đã chịu khổ hình vào mai tang đã sống lại từ phần chết và đã được biết chúng cha không? Con có thể kính Đức Chúa Thánh Thần tin vào Thánh Tôn Giáo tin vào Thánh Công Công tin nhân tha tội tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Thank you.
dân cho con sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau trong đời con. Các con sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái, chúng sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Kitô hầu thánh con. Vậy, bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giáo hội hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự phước thuận của các con xin Chúa và hội thánh. Quảng bài ba ơn chồng và tế tiểu hoàng.
Thank you.
Chẳng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên
trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời.